Du khách cần tìm hiểu kỹ thông tin về các gói du lịch mức giá rẻ hơn bình thường khi đi du lịch Cát Bà vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tới. Còn nhiều khó khăn trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi sự quan tâm đầu tư của các thành phố, các đơn vị và cơ quan chuyên môn. Xin kính chào quý vị, vừa rồi là một số thông tin chính có trong chương trình 10 phút vàng hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải vừa khuyến cáo du khách cần tìm hiểu kỹ thông tin về các gói du lịch giá rẻ hơn bình thường khi đi du lịch Cát Bà vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tới. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị và chính quyền địa phương phối hợp kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú ăn uống bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai và bán hàng dịch vụ theo giá niêm yết, sẵn sàng các phương án tiếp đón chu đáo trong trường hợp lượng khách tăng đột biến, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu điểm du lịch, nơi diễn ra các sự kiện, hoạt động có đông khách tham gia trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nâng cao chất lượng dịch vụ, điểm đến nhằm bảo đảm quyền lợi cho du khách, nhằm tránh tình trạng quảng cáo một đằng, chất lượng dịch vụ một nẻo. Ủy ban nhân dân huyện khuyến cáo du khách tìm hiểu kỹ các thông tin về các gói du lịch, đặc biệt là các gói du lịch với mức giá rẻ hơn bình thường, lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong quý 2 và quý 3 năm nay, dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố có chiều hướng tăng hơn so với những tháng đầu năm. Hiện vốn tín dụng đang được các ngân hàng thương mại tích cực đẩy ra thị trường thông qua các gói tín dụng ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm 2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm quy định về lãi suất, phí giao dịch, tích cực tham gia và triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, thường xuyên liên hệ, trao đổi với khách hàng vay để nắm bắt kịp thời và tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng thông tin và chuyển đổi số vào quy trình cho vay, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay từ 1 đến 2% một năm để hỗ trợ khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, chấp hành nghiêm việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, đồng thời rà soát cập nhật các quy định nội bộ liên quan đến đôn đốc thu hồi nợ, bảo đảm quá trình thu hồi nợ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và triển khai đồng bộ quyết liệt của các giải pháp xử lý nợ xấu. Đến nay, nợ xấu toàn địa bàn ở mức dưới 2% tổng dư nợ. Trong tháng 7 năm nay, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng tiếp tục triển khai tốt công tác quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng trên địa bàn năm 2024. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp là một hướng đi tất yếu, góp phần hiện đại hóa nền nông nghiệp, giúp cho người nông dân giảm sự phụ thuộc vào thời tiết và chủ động trong sản xuất, từ đó thu nhập ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố vẫn còn gặp không ít khó khăn. Mô hình sản xuất nông nghiệp này đồng nghĩa với việc tổ chức sản xuất phải được thực hiện trên quy mô tương đối lớn và đầu tư tương xứng về mặt hạ tầng công nghệ sản xuất, trong khi nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp còn thấp. Bên cạnh đó, do tâm lý sở hữu ruộng đất của người dân nên khó quy vùng sản xuất tập trung. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao hạn hẹp, không ổn định, nghiên cứu chuyển giao công nghệ nhân lực còn nhiều hạn chế là những rào cản cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đối với hợp tác xã thì rất là mong muốn này, và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Sở Khoa học Công nghệ là có rất nhiều các cái cuộc tọa đàm kết nối giữa các hợp tác xã nông dân với các doanh nghiệp đầu ngành mà liên quan trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ các hợp tác xã và nông dân vẫn còn đang yếu và kém về kiến thức và cái tiếp cận khoa học chưa được cao, là sẽ được thường xuyên một tháng là được nhiều lần hướng dẫn trực tiếp này bằng những cái việc làm thực tế và bằng những cái cuộc tập huấn là được nghe trực tiếp các cái chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp để trước cái thời điểm là ứng phó với biến đổi khí hậu như hiện nay. Một trong những giải pháp đặt ra là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, canh tác lúa cải tiến, quản lý dịch hại tổng hợp, hình thành nền sản xuất nông nghiệp thông minh. Thì bên mình cũng có một số cái lời khuyên đối với bà con. Thứ nhất là nên tiếp cận, thường xuyên tiếp cận, nghĩa và cập nhật các cái thông tin. Thứ hai là phải sát sao với các đơn vị quản lý, ví dụ như là các đơn vị khoa công nghệ hay các đơn vị quản lý trực tiếp trong ngành nông nghiệp, thì lúc đó thì cái việc mà tiếp cận thông tin với bà con nó sẽ dễ dàng hơn. Cái thứ ba là sẽ phải chịu khó để đi tham quan, tham gia các cái buổi hội thảo, các cái buổi trình diễn các giải pháp công nghệ, thì lúc đó thì các bạn là những người sản xuất thì bà con sẽ cảm thấy là cái giải pháp nào nó thực sự phù hợp, nó thực sự hữu ích với cái mô hình của mình đang ứng dụng. Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất tiêu thụ nông sản,
các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp rất cần được chia sẻ, giải đáp các thắc mắc về ứng dụng các giải pháp công nghệ cao trong nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của Hải Phòng, giá thành các dịch vụ ứng dụng công nghệ cao, hướng dẫn sử dụng, cài đặt các dịch vụ. Các giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng trọt và tiêu thụ nông sản, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu để bảo hộ quyền lợi người sản xuất và người tiêu dùng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó góp phần xây dựng để nông nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 8 năm 2024, Sở đã giải quyết chế độ chính sách đối với 392 trường hợp người có công. Trong 8 tháng đầu năm 2024, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã giải quyết chế độ chính sách đối với gần 3.000 trường hợp, gồm trợ cấp mai táng phí, quyết định về việc thờ cúng liệt sĩ, quyết định về việc hưởng thêm chế độ thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động, quyết định phục hồi chế độ thương binh, quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần, quyết định về việc trợ cấp một lần đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng bà mẹ được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, bàn giao sang ban thi đua khen thưởng thành phố đề nghị truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 trường hợp, tiếp nhận thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với gần 13.000 trường hợp. Trong tháng 9 năm 2024, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời việc xác nhận, công nhận người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và nghị định số 131 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập quận, 29 tháng 8 năm 1994, 29 tháng 8 năm 2024. Ủy ban Nhân dân quận Kiến An vừa tổ chức hội thi xe diễu hành và tuyên truyền cổ động trực quan. Hội thi xe diễu hành và tuyên truyền cổ động trực quan có sự tham gia của 10 phường trên địa bàn quận Kiến An. Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan tới các tầng lớp nhân dân về truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, các hoạt động kỷ niệm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày truyền thống cách mạng Kiến An 24 tháng 8 năm 1945, 24 tháng 8 năm 2024 và 30 năm ngày thành lập quận. Các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trọng tâm của đất nước, thành phố và của quận năm 2024. Từ đó, phát huy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, phục vụ hiệu quả quá trình xây dựng và phát triển đất nước, thành phố và quận Kiến An. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các phần thi tuyên truyền cổ động trực quan, phần thi xe diễu hành cho các phường đạt thành tích xuất sắc. Vào khoảng 19 giờ 47 phút tối qua, một vụ cháy đã xảy ra tại bãi chứa các tấm kê hàng bằng gỗ nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ, xã Lê Lợi, huyện An Dương. Đám cháy bùng phát dữ dội với diện tích khoảng 100m², có nguy cơ cháy lan sang các khối kê hàng khác. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố đã huy động 3 xe chữa cháy, gần 20 cán bộ chiến sĩ cùng Công an huyện An Dương và xã Lê Lợi phối hợp chữa cháy, phun nước dập tàn lửa, ngăn cháy trở lại. Và đến 22 giờ 45 phút cùng ngày thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy bước đầu xác định là không có thiệt hại về người, tài sản cháy hoàn toàn khoảng 100m² gỗ tạp, phế liệu không còn giá trị sử dụng. Công an huyện An Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, sau đây là thông báo về việc phân luồng giao thông tạm thời trong thời gian tổ chức thí điểm tuyến phố văn hóa ẩm thực tại phố Phùng Chí Kiên, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền. Sở Giao thông Vận tải phân luồng giao thông tạm thời trong thời gian tổ chức thí điểm tuyến phố văn hóa ẩm thực tại phố Phùng Chí Kiên, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền như sau. 1. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2025 và khung giờ từ 19 giờ ngày hôm trước cho đến 2 giờ ngày hôm sau, cấm các phương tiện lưu thông trên làn bên phải của đường Phùng Chí Kiên từ nút giao với đường Lê Hồng Phong đến nút giao với đường Nguyễn Đình Chiểu. Điều tiết các phương tiện giao thông ra vào các khu vực liên quan bảo đảm an toàn trên làn bên trái của đường Phùng Chí Kiên từ nút giao với đường Lê Hồng Phong đến nút giao với đường Nguyễn Đình Chiểu. Các phương tiện giao thông có thể di chuyển từ đường Lê Hồng Phong vào nội khu dân cư theo lộ trình đường Lê Hồng Phong, đường Hoàng Hữu Nhân hoặc đường Thái Phiên, đường Nguyễn Công Hoan hoặc đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Phùng Chí Kiên, đường Lê Hồng Phong. 2. Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời nói trên, Sở Giao thông Vận tải đề nghị người tham gia giao thông chấp hành các quy tắc an toàn giao thông, hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và báo hiệu giao thông đường bộ. 3. Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền chỉ đạo các lực lượng điều tiết, bảo đảm giao thông chống ùn tắc, hướng dẫn vị trí đỗ xe theo quy định, có phương án bảo đảm vệ sinh môi trường và thoát nước, không làm ảnh hưởng đến mặt đường, giải phân cách và vỉa hè đường Phùng Chí Kiên.
yêu cầu các đơn vị dọn dẹp vệ sinh, hoàn trả đường Phùng Chí Kiên như hiện trạng ban đầu trước 2 giờ 30 phút. Sở Giao thông Vận tải thông báo. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 10 phút vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.